Nè, vì phá án, hy sinh tiểu ngã hoàn thành đại ngã. Cho dù sau này người nào phạm pháp, tôi cũng phải đích thân bắt giữ. Nếu không làm sao gọi là đội điều tra đặc biệt. Siêu năng lực. Thì ra em bé đã di truyền cái đó của anh. Tập quấn tinh anh. Đúng vậy, tôi muốn huấn luyện mọi người trở thành tinh anh trong các tinh anh. Chúng tôi là rác rưởi. Trời, có cần phấn khích vậy không? Có phải rác hay không? Chỉ cần thể hiện công phu thật sẽ tự khắc biết ngay. Trừ bạo an nhân, đỡ mặt tông đường. Cảnh sát. Chạy. Trong vòng 5 ngày, ngoài cửa đã bị sổng mất tội phạm 3 lần, em sắp nổ rồi. Hay là cược một phen, người nào thắng được thì làm cảnh sát, người nào thua phải chấp nhận hoàn cảnh. Dứt khoát quyết định vậy đi. Giờ mới nhận thông báo của buổi tập quân khác. Anh nghĩ vụ này có khi nào là vụ giết người trong phòng kính không? Một nhát đã đâm trúng tim, cũng chính xác lắm. Không ngờ tên hung thủ này sơ suất một điều để lại chứng cứ quan trọng như vậy. Thần thám dựa vào chút dấu vết ở hiện trường, tìm được sự thật của vụ án, bóc tách từng chút, truy bắt hung thủ. Cuối cùng tôi đã biết tại sao rồi. Anh tới đây là muốn tìm hai vết này. Anh muốn giáp mặt vạch trần bộ mặt thật của hắn. Bây giờ chính thức bắt giữ ông. Trời, nhiều mèo quá. Vết từ chiếc bàn có lẽ là vết cào trên cổ. Tôi không tin có mèo muốn giết người. Tôi nhìn thấy có người bay tới. Nếu người đó biết bay thì làm sao té chết được chứ. Mấu chốt chính là cái bím tóc tự nhiên cổ cột lên. Cô chết rồi. Trên đời này không có gì mà không thể điều tra được. Tú Huệ, sao em ở đây vậy? Tưởng đâu đang gặp may mắn, ai ngờ nguy cơ rình rập, hung thủ gần nơi trước mặt. Trong công ty của anh, có người nào không muốn Bội Bội lên chức nhanh vậy không? Tôi muốn doanh Bội Bội này mãi mãi biến mất trước mặt anh, mang hay còn tiếp diễn. Bội Bội mất tích rồi. Anh biết Bội Bội ở đâu? Nè con à, sao khóc dữ vậy? Cha con kết nối dị năng, con khóc gợi ý gặp nạn. Lãng Lãng, này mà sẽ xảy ra một tai nạn lớn đến với Tinh Tinh. Anh và đứa nhỏ được thập tự nhất sinh. Đội điều tra đặc biệt phần 2 phát sóng lúc 22 giờ từ 8 tháng 2 trên SCTV 9.